Tại cự ly 15 km hệ chuyên nghiệp của nam, vận động viên Nguyễn Trung Cường của đội tuyển Điền Kinh Quốc gia đã về nhất khi hoàn thành bài thi một cách nhanh hơn thường lệ với lý do đầy bất ngờ. Đội chạy hôm nay cũng khá là đẹp, tuy có một chút núi đồi, với cả em có một chút đặc biệt là em đang chạy thì bị chó đuổi. Em đang chạy pay 3:20 nhưng mà bị chó đuổi phát là em chạy xuống dưới 3 luôn. Thế là em về đích với thành tích là 47 phút 38 giây ở cự ly 15 km. Ở nội dung 15 km hệ chuyên nghiệp của nữ, vận động viên về nhất là Nguyễn Thị Oanh. Còn tại nội dung 10 km hệ chuyên nghiệp nữ, về nhất là vận động viên Bùi Thị Thu Hà. Đối với toàn đội tuyển Điền Kinh Việt Nam, việc được tham dự những giải đấu như này sẽ giúp toàn đội tạo hưng phấn, tăng thêm sự cọ sát để có thể gặt hái thêm nhiều thành công trong năm 2024.